Xin thân ái kính chào toàn thể quý tô tới Chúa cùng quý con cái Chúa trong hội thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng ta có một cơ hội rất quý báu để chúng ta được thờ phượng Chúa ở trong đền thánh của Ngài. Và chúng ta cũng sẽ có thời giờ để chúng ta cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa qua đề tài ra khỏi chốn bình yên. Trong tâm lý học, người ta cho biết rằng có một cái chứng bệnh ở trong nhiều người, đó là chứng sợ sự thay đổi. Người ta muốn để tiếp tục sống ở trong một tình trạng nào đó, một hoàn cảnh nào đó và đừng có một thay đổi gì ở trong cuộc đời, đặc biệt khi sự thay đổi đó nó có cảm giác như là tệ hơn, xấu hơn. Khi đứng ở trước gương mà thấy mình già hơn một chút là thấy sợ. Khi đi xét nghiệm mà trong bản xét nghiệm có nhiều cái chỗ in đậm về những cái dấu hiệu bất thường, chúng ta cảm thấy sợ. Và tôi nhớ có một tín hữu trong hội thánh đã từng cầu nguyện: Chúa ơi, xin đừng để cho con bệnh, bởi vì con già rồi, con chịu không nổi đâu. Chúng ta không bao giờ muốn có một sự thay đổi trong đời sống của chúng ta, và tôi tin rằng tự trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người đều có chứng bệnh sợ sự thay đổi đó. Nhưng lời Chúa ở trong buổi sáng hôm nay sẽ đưa chúng ta đến một sự thách thức, một sự thách thức ra khỏi chốn bình yên. Chúng ta sẽ không cầu hai chữ bình yên trong cuộc đời của mình, nhưng chúng ta sẽ sẵn sàng để ra khỏi chốn bình yên và đối diện với những thách thức sẽ đến trong cuộc đời của chúng ta. Và câu chuyện Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học ở trong buổi sáng hôm nay dựa trên phần Kinh Thánh mà chúng ta đã được đọc qua trong Ma-thi-ơ đoạn 14 từ câu 22 đến câu thứ 33. Và qua hình ảnh của một sứ đồ Phi-e-rơ đã bước ra khỏi thuyền để có thể đến với Chúa Giê-xu. Và trong hình ảnh này chúng ta có thể học được gì về ý nghĩa của việc ra khỏi chốn bình yên trong đời sống của một người cơ đốc? Và lý do nào hay là tại sao chúng ta phải làm điều đó, thưa quý ông anh chị em? Hai điều quan trọng để chúng ta có thể suy gẫm ở trong buổi sáng hôm nay dựa trên lời của Chúa. Điều thứ nhất chúng ta cùng học hỏi ở tại đây, đó là ý nghĩa của một cuộc đời ra khỏi chốn bình yên. Nó có ý nghĩa gì? Bối cảnh của câu chuyện Kinh Thánh mà chúng ta đang học với nhau trong buổi sáng hôm nay, đó là sau khi Chúa Giê-xu Ngài đã hóa bánh cho hơn 5.000 người ăn, như trong phần thượng văn đã từng đề cập, thì Ngài bảo các môn đồ hãy qua bờ bên kia. Và họ đã chèo thuyền để qua bờ bên kia, và Chúa Giê-xu thì Ngài ở lại trên núi đặng cầu nguyện. Và khi các môn đồ chèo thuyền qua bờ bên kia theo chỉ dẫn của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh rằng họ đã gặp một cơn bão lớn, có gió ngược đã đến ở trong cái hành trình của họ. Và rồi Chúa Giê-xu Ngài đã đến với các môn đồ ở giữa vùng biển động của cuộc đời. Lúc đầu các môn đồ khi nhìn thấy Chúa Giê-xu, họ tưởng là ma, họ rất sợ hãi. Nhưng sau đó Chúa Giê-xu Ngài đã bày tỏ chính Ngài là Chúa, là Thầy của họ, đấng mà họ đã từng quen biết. Và điểm đặc biệt mà chúng ta thấy ở trong câu chuyện Kinh Thánh này, đó là sau khi nhận ra được đó là Chúa Giê-xu, thì Phi-e-rơ ông đã cầu nguyện với Chúa: xin Chúa cho con rời khỏi con thuyền của con để đi đến cùng Ngài. Thế thì chốn bình yên mà Phi-e-rơ ông rời khỏi ở trong câu chuyện Kinh Thánh này là gì? Thưa quý ông bà chị em, có ba điều quan trọng mà chúng ta có thể nhận thấy ở trong câu chuyện Thánh Kinh này. Chốn bình yên mà Phi-e-rơ ông đang rời khỏi ở trong cuộc đời của ông, và mỗi chúng ta cũng đang làm điều đó ở trong đời sống của mình, đó là chúng ta đi ngược lại cái xu hướng tự nhiên của con người chúng ta, một xu hướng của cuộc sống cầu an, thu mình và không muốn phải đối diện với thử thách, không muốn phải đối diện với những thảm họa ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó là điểm thứ nhất mà chúng ta thấy ở tại đây. Đi ngược lại với cái xu hướng tự nhiên ở trong cuộc đời của chúng ta.
Ở trong câu chuyện Kinh Thánh này, chúng ta có thể hiểu giữa biển cả và trong một cơn bão lớn, nơi chốn bình yên đó chính là con thuyền, đó là nơi của sự trú thân, nơi của sự tránh ẩm ướt, nơi của sự an toàn đối với các môn đồ trong câu chuyện Kinh Thánh mà chúng ta đang suy gẫm và học hỏi ở tại đây. Và rời khỏi con thuyền đó là điều mà không ai muốn làm cả, bởi vì họ đang muốn để có thể tiếp tục được ở trong con thuyền, được trú ẩn ở trong một nơi bình yên của cuộc sống họ. Họ sẽ không bao giờ rời khỏi cái nơi chốn đó nếu không có một lý do chính đáng. Và trong ý nghĩa như thế, chúng ta có thể hiểu được chốn bình yên ở trong đời sống của rất nhiều người trong vòng chúng ta ở tại đây, đó là một con thuyền. Và nếu muốn biết con thuyền trong cuộc đời chúng ta đó là nơi nào, chúng ta hãy xem đâu là nơi mà chúng ta cảm thấy đó là an toàn, đâu là nơi mà chúng ta muốn để ở mãi và không bao giờ muốn rời xa, đâu là nơi mà mỗi khi chúng ta rời xa khỏi cái vùng hay là cái hoàn cảnh đó, chúng ta cảm thấy sợ hãi, run rẩy và mất đi sự tự tin của mình. Có thể chốn bình yên trong cuộc đời chúng ta, con thuyền trong cuộc đời của chúng ta, đó là cái hoàn cảnh sức khỏe mà chúng ta đang có. Hiện tại nó cũng khá tốt, từng xấu hơn, từng tệ hơn, từng tiểu đường, huyết áp và những cái tắc khớp, những căn bệnh mãn tính, những căn bệnh ung thư có thể đến trong cuộc đời. Những điều đó đừng đến trong cuộc đời của chúng ta, ra khỏi chốn bình yên. Cái sự bình yên trong cuộc đời của nhiều người, nó có thể là cái mục vụ mà chúng ta đang thực thi ở trong hội thánh của Chúa, ở trong ban ngành của Chúa. Chúng ta đã quen thuộc với một công việc nào đó ở trong hội thánh và chúng ta muốn tiếp tục ở trong cái mục vụ đó, đừng bao giờ rời khỏi. Chúng ta muốn để bám víu ở trong cái chức vụ, ở trong cái mục vụ mà chúng ta đã quen thuộc ở trong suốt nhiều năm đã qua. Đó là cái chốn bình yên, cái con thuyền trong cuộc đời của chúng ta. Con thuyền trong cuộc đời của tôi và quý mình chị em có thể là cái phương cách mà chúng ta quen thuộc ở trong sự làm việc của mình. Chúng ta quen với một cách thức nào đó và cứ tiếp tục như vậy, không cần kết quả tốt hơn, chỉ an toàn là được. Con thuyền chốn bình yên trong cuộc đời chúng ta có thể là một nhóm bạn, những con người mà chúng ta quanh quẩn ở trong những cái mối quan hệ như thế và chúng ta không bao giờ muốn để rời xa những nhóm bạn này. Chúng ta không muốn để có thể đến với những người bạn mới trong đời sống của chúng ta, trong hội thánh của Chúa, trong ban ngành của Chúa, chỉ quanh quẩn trong những mối quan hệ nào đó mà chúng ta quen thuộc. Và có thể chốn bình yên trong đời sống của nhiều tín hữu tại đây, đó là cái nơi, cái chỗ mà chúng ta đang ngồi. Chúng ta chỉ đến nhà thờ, ngồi một nơi chốn đó và sau đó chúng ta sẽ trở về nhà của mình, không làm gì cả. Chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta cảm thấy bình an khi chúng ta sống ở trong một cảnh trạng như vậy. Đó là ra khỏi chốn bình yên, ra khỏi những gì đó của cuộc sống cầu an, của những điều mà chúng ta sợ thay đổi ở trong đời sống của chính mình. Ra khỏi chốn bình yên cũng có thể được hiểu trong ý nghĩa thứ hai, đó là chúng ta đang đi ngược lại với cái đám đông ở đằng sau lưng của chúng ta, đi ngược lại với một cái số đông ở đằng sau lưng của chúng ta để thực hiện một việc gì đó mà chúng ta đáng phải làm. Ở trong câu chuyện Kinh Thánh này, chúng ta có thể thấy Phi-e-rơ, ông bước ra khỏi con thuyền và sau lưng ông là 11 môn đồ. Cái tỷ lệ bước ra khỏi con thuyền ở câu chuyện này là bao nhiêu phần trăm thưa quý mời chị em? 8%, 1/12. Chỉ có một người trong 12 người là dám để bước ra khỏi con thuyền, và ở đằng sau là cả một số đông. Đó là một thách thức. Bởi vì chúng ta nên biết một điều, một trong những xu hướng tự nhiên của con người chúng ta, đó là thích cuộc sống cộng đồng, thích được người khác chấp nhận yêu thương mình. Và chúng ta sẽ không bao giờ muốn làm một điều gì đó để mít lòng người khác, để đi ngược lại với những quan điểm, những suy nghĩ của người khác. Chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta thường hay đặt một câu hỏi: người ta sẽ nói gì về tôi? Dư luận sẽ như thế nào? Và rồi từ chính những cái suy nghĩ đó, chúng ta sẽ quyết định mình nên làm hay không nên làm một điều nào đó.
Có những tín hữu khi họ bước vào ở trong một cái bàn tiệc, họ vẫn có thể cầm một ly bia để uống, bởi vì họ sợ đi ngược lại đám đông ở trên cái bàn tiệc của mình. Có những tín hữu khi họ đi làm ở trong những công ty xí nghiệp, họ không dám đi cầu nguyện, bởi vì trên bàn không ai làm điều đó cả. Nếu họ cầu nguyện ở trên cái bàn ăn của mình, họ đang đi ngược lại với cả một số đông ở đằng sau. Có rất nhiều những thách thức ở trong đời sống của một người, đặc biệt đó là cái số đông ở trong cái thế giới này, ở trong cái cộng đồng mà chúng ta đang sống. Và nó có thể là sự ngăn trở rất lớn để chúng ta không dám để làm điều mình cần phải làm vì cơ danh của Chúa. Và cũng có cái khuynh hướng thứ ba mà chúng ta thấy ở tại đây, ra khỏi chốn bình yên cũng có thể được hiểu trong ý nghĩa thứ ba. Đó là chúng ta sẽ đi ngược lại với những suy nghĩ, lối mòn, những định kiến, những mặc định ở trong cái cuộc đời này. Ở trong câu chuyện Kinh Thánh mà chúng ta đang thấy, Phi-rơ ông đang đi bộ trên mặt biển. Và chúng ta biết ở trong tiếng Anh có một cái câu thành ngữ, đó là đi trên mặt nước hay là đi trên mặt biển, để nói đến một cái điều không thể thực hiện được, walking on the water, không thể thực hiện được, nói đến một điều không thể thực hiện được, người ta sẽ nói đến thành ngữ đó. Và ngay cả trong cái từ tượng hình cổ Ai Cập, chúng ta cũng có thể thấy, để nói đến một cái điều mà không thể làm, bất khả thi, người ta sẽ dùng hình ảnh gì chúng ta biết không? Hình ảnh của một bàn chân và bên dưới đó là dòng nước lăn tăn đi trên mặt nước. Đi trên mặt nước trong suy nghĩ của nhiều người, trong mặc định của những người, đó là điều không bao giờ có thể thực hiện được. Làm như thế sẽ bị thất bại, làm như thế sẽ bị đàm tiếu, làm như thế sẽ bị xấu hổ. Đừng bao giờ làm, đó là điều sẽ không bao giờ có thể thực hiện được trong đời sống của anh đâu. Và vì vậy khi Phi-rơ ông dám để bước ra khỏi thuyền và ông đi bộ trên mặt biển để đến với Chúa Giê-xu, chúng ta hiểu điều gì đang xảy ra. Ông đang đi ngược lại với một cái tư duy lối mòn, với những mặc định ở trong quá khứ. Và đó là cái thách thức cho đời sống của Phi-rơ. Và tôi tin rằng đó cũng là thách thức cho cuộc đời của tôi và quý ông bà chị em, khi chúng ta đang rời khỏi chốn bình yên ở trong đời sống của chúng ta, một vụ nào đó, một hoàn cảnh nào đó, một môi trường nào đó, để thực hiện điều mà Chúa muốn chúng ta phải làm. Đôi khi chúng ta muốn thay đổi một thực trạng của hội thánh để cho trở nên tốt hơn, chúng ta thoát khỏi cái sự trì trệ của sinh hoạt hội thánh ở trong suốt nhiều năm đã qua, chúng ta muốn thay đổi một phương cách của sự truyền giáo, chúng ta muốn thay đổi những sinh hoạt của ban ngành, làm cho nó trở nên tốt hơn, kiện toàn hơn. Nhưng có sự mặc định ở trong hội thánh của Chúa, ở trong các ban ngành, và nó khiến chúng ta phải trùng chân và không dám để thực hiện. Dĩ nhiên sẽ có những điều rất tốt đẹp mà chúng ta gọi là truyền thống của hội thánh, có những điều chúng ta không nên thay đổi. Nhưng sẽ có những điều mà chúng ta có thể thấy, nó không phải là nguyên tắc của Thánh Kinh, nó chỉ là những phương thức để thực hiện. Và đôi khi chúng ta bị những phương thức đó, nó trói buộc, nó gò bó chúng ta và không thể thay đổi, và cứ tiếp tục để ở trong cái tình trạng cũ của mình, không muốn để thay đổi. Và với tất cả những gì mà chúng ta có thể nói đến ở trong phần Kinh Thánh này, và với phần thứ nhất mà chúng ta đã đi qua ý nghĩa của việc rời khỏi chốn bình yên, chúng ta thấy có biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu thách thức, biết bao nhiêu sự hy sinh, biết bao nhiêu sự trả giá mà chúng ta phải đối diện ở trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta rời khỏi con thuyền của mình, đi ngược lại với đám đông, đi ngược lại với một tư duy lối mòn đã được hình thành ở trong nhiều năm của quá khứ. Khó để có thể thực hiện được, khó có thể chu toàn ở trong đời sống của chúng ta. Và chính điều này sẽ đưa chúng ta đến điểm thứ hai mà chúng ta có thể suy gẫm ở trong phần Kinh Thánh này. Đó là lý do nào để chúng ta sẽ rời khỏi chốn bình yên. Cái động cơ, cái lý do để chúng ta rời khỏi chốn bình yên là gì, thưa quý ông bà chị em? Chúng ta đang sống trong một thế giới hay thay đổi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Và trong cái khuynh hướng tự nhiên của chúng ta sống ở giữa một dòng đời hay thay đổi đó, chúng ta sợ phải đối diện với rất nhiều những sự khắc nghiệt,
với rất nhiều những cái sự trả giá ở trong đời sống của chính mình. Chúng ta sẽ không bao giờ muốn để lao vào trong sự thay đổi nếu nó không thực sự cần thiết. Và đối với Phi-e-rơ trong câu chuyện thánh này, tôi cũng tin là như vậy. Phi-e-rơ sẽ không phải là con người bốc đồng, thiếu suy nghĩ, đến nỗi ông bước ra khỏi con thuyền mà không nghĩ đến cái mạng sống của mình, sự an toàn của mình. Ông phải có những lý do, ông phải có những động cơ để rời khỏi con thuyền để đến với Chúa Giê-xu, rời khỏi chốn bình yên để thực hiện điều mình cần phải làm. Lý do, động cơ để Phi-e-rơ có thể thực hiện điều đó là gì? Thưa quý mình chị em, tôi muốn đến ba chữ Y quan trọng để chúng ta có thể học ở trong buổi sáng hôm nay, để chúng ta có thể dễ nhớ. Cái chữ Y thứ nhất mà tôi muốn để chúng ta có thể ghi nhớ trong buổi sáng hôm nay, vì sao Phi-e-rơ cũng như chúng ta ngày hôm nay có thể rời khỏi chốn bình yên của mình? Đó là bởi vì chúng ta yêu Chúa. Đó là bởi vì chúng ta yêu Chúa. Khi chúng ta nhìn lại trong cuộc đời của Phi-e-rơ, chúng ta sẽ thấy trong cuộc đời của Phi-e-rơ không thiếu những lúc ông có những cái sự nông nổi, sự bốc đồng, thiếu sự chín chắn. Và ông cũng đã từng phải đối diện với rất nhiều những thất bại ở trong cuộc đời theo Chúa của mình. Đó là điều chúng ta không chối cãi. Nhưng có một điểm quan trọng mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể bỏ qua khi chúng ta suy gẫm về cuộc đời của Phi-e-rơ. Đó là Phi-e-rơ là một người rất yêu Chúa. Và ông luôn muốn để được ở với Chúa mãi ở trong cuộc đời của mình. Có lẽ chúng ta nhớ ở trong câu chuyện Chúa hóa hình trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 17. Phi-e-rơ là người đã đề nghị sẽ lập những cái trại ở trên núi đó và cứ tiếp tục được ở với Chúa, chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, không bao giờ rời xa. Có phải như vậy không? Khi chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 26, ở trong câu chuyện mà Phi-e-rơ ông chối Chúa 3 lần, nhiều người chỉ có thể thấy Phi-e-rơ là kẻ thất bại khi chối Chúa 3 lần. Nhưng tôi nghĩ rằng ở trong cuộc đời Phi-e-rơ khá hơn nhiều môn đồ khác. Bởi vì ít lắm ở trong câu chuyện đó có sự sợ hãi, nhưng Phi-e-rơ còn theo Chúa từ xa xa. Ông không đành để có thể rời xa khỏi Chúa ngay trong những nỗi sợ hãi rất lớn của mình. Có phải như vậy không, thưa quý mình chị em? Và trong gian đoạn 21, từ câu 1 đến câu thứ 17, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu ngài hiện đến với các môn đồ trên bờ biển Tiberias sau khi Chúa phục sinh. Khi các môn đồ đã nhận ra được Chúa Giêsu, chúng ta hãy chú ý vào cái hành động của Phi-e-rơ. Ông đã làm gì? Khi ông nhận ra được Chúa, ông ở trần và ông đã nhảy xuống nước để có thể bơi lại gần với Chúa yêu quý của mình. Ông bất chấp tất cả. Ông bất chấp tất cả. Ông không đợi con thuyền có thể đến gần bờ và có thể gặp Chúa, nhưng ông nhảy xuống nước và ông bơi lại gần Chúa của mình. Ông yêu Chúa nhiều lắm. Và tiếp tục sau đó, trong câu thứ 15 đến câu thứ 17 của gian đoạn 21, Chúa hỏi Phi-e-rơ: con yêu ta chăng? Con yêu ta hơn những kẻ này chăng? Con yêu ta hơn những gì con có trong cuộc đời của con chăng? Phi-e-rơ chỉ có thể nói một điều lại Chúa: Chúa biết con yêu Chúa. Chúa biết lòng con yêu Chúa. Tình yêu của Phi-e-rơ dành cho Chúa, đó là điều không thể bàn cãi. Và đó là động cơ để đưa Phi-e-rơ đến với Chúa và luôn muốn để được ở trong sự hiển diện, ở trong sự đồng hành với Chúa. Và đó cũng là điều chúng ta sẽ tìm thấy ở trong câu chuyện Kinh Thánh này. Phi-e-rơ, ông đang muốn để đến với Chúa của mình. Ông đang muốn để sống ở trong sự hiển diện vinh quang của Chúa. Ông đang muốn được đồng hành với Chúa, được giữ phần trong những sứ mạng của Chúa. Ông yêu Chúa và ông muốn thực hiện những điều đó ở trong cuộc đời của ông. Và đó mới là hình mẫu của một con người, một tín hữu, một môn đồ thật của Chúa Giê-xu. Một người bước đi với Chúa không phải chỉ vì vấn đề tôn giáo, không phải chỉ vì vấn đề tín ngưỡng, nhưng bởi vì người đó đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa trên cuộc đời của mình, và mình đáp lại bằng tình yêu chân thành đối với Chúa. Triết gia Soren Kierkegaard, ông đã từng nói rằng
Một quyết định đi theo Chúa Giêsu, đó là một quyết định mạo hiểm, đó là một bước nhảy vọt của đức tin. Nó giống như một người ở trên một hòn núi cao và nhảy xuống bên dưới. Theo Chúa là giống như một người nhảy từ nơi vách núi cao xuống bên dưới, một bước nhảy vọt ở trong đức tin để thể hiện mình yêu Chúa và quyết tâm để đi theo Ngài. Và nếu như chúng ta có thể phỏng vấn Phi-e-rơ trong câu chuyện thánh này, theo ông quyết định theo Chúa có nghĩa là gì, thì tôi nghĩ rằng ông sẽ trả lời cho chúng ta: quyết định theo Chúa là rời khỏi con thuyền để bước đi trên mặt biển, rời khỏi chốn bình yên để bước đi trên mặt biển. Phi-e-rơ sẵn sàng để làm tất cả những điều đó bởi vì ông yêu Chúa và ông nhận biết Chúa là quý hơn hết ở trong cuộc đời của ông. Và chúng ta nên nhớ rằng đó chính là điều mà Chúa đang tìm kiếm ở trong cuộc đời của tôi và quý ông anh chị em khi chúng ta đi theo Chúa ở trong cuộc đời này. Nhà truyền đạo chứ danh người Anh Charles Spurgeon, ông đã từng nói rằng nếu Chúa không phải là tất cả ở trong cuộc đời chúng ta, Ngài không là gì cả. Nếu Ngài không phải là tất cả trong cuộc đời của tôi và quý mà cho em, Ngài không là gì cả trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì điều mà Ngài ao ước để chiếm hữu chúng ta, đó là tình yêu của chúng ta, là tấm lòng của chúng ta. Và trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 10, chúng ta nhớ Chúa Giê-xu Ngài đã phán rằng Ngài đã đến trong trần gian này không phải để đem sự bình an theo cách mà nhiều người họ đang lầm tưởng. Sự bình yên trong cuộc đời của những người Cơ Đốc, đó không phải là trời quang mây tạnh, đó không phải là cuộc sống tĩnh lặng, đó không phải là một hoàn cảnh sống mà không có một chút mây mù ở trong cái cuộc đời của họ đâu. Nhưng cái sự bình yên mà Chúa đem đến, đó là sự phân rẽ. Một sự phân rẽ để rồi chúng ta có thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con yêu Chúa nhiều hơn tất cả mọi điều khác trong cuộc đời của con. Ai yêu cha mẹ mình, ai yêu người thân mình, ai yêu mạng sống mình hơn là yêu Chúa thì không đáng cho Chúa. Và khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẵn sàng để có thể bước đi với Chúa và ở trong những vị trí mà Chúa đang đặt để trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có điều đó trong cuộc đời của mình hay không, thưa quý mình chị em? Chúng ta có yêu Chúa đủ để hy sinh những gì đó ở trong đời sống của mình, những nơi chốn bình yên trong cuộc đời của mình không, thưa quý mình chị em? Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn thấy có nhiều tín hữu có khả năng để đi nhà thờ, có khả năng để có thể sinh hoạt nhóm họp trong hội thánh của Chúa, nhưng họ vẫn chọn cái hình thức đó là nhóm online ở nhà. Đó là nơi chốn bình yên trong cuộc đời của họ, có sức khỏe, có thời gian, có cơ hội, nhưng vẫn ở nhà để nhóm online. Chúng ta yêu Chúa nhiều hơn hay là yêu nơi chốn bình yên của mình nhiều hơn, thưa quý mình chị em? Có nhiều con cái của Chúa vẫn đến nhà thờ rồi trở về ở trong cái nơi chốn bình yên của mình, không muốn để dự phần một công việc gì cả. Chúng ta yêu Chúa nhiều hơn hay là cái sự thoải mái, sự dễ chịu trong cuộc đời chúng ta nhiều hơn, thưa quý mình chị em? Xin Chúa cho chúng ta có thể học được điều thứ nhất ở tại đây: lý do động cơ để chúng ta thì rời khỏi những chốn bình yên trong đời sống của mình, đó là bởi vì chúng ta muốn nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con yêu Chúa nhiều hơn bản thân của con yêu Chúa nhiều hơn sự an toàn trong cuộc đời của con sẵn sàng để làm điều này, con sẵn sàng để dấn thân trong một vụ kia bởi vì con yêu Chúa. Đó là điểm thứ nhất chúng ta thấy ở trong câu chuyện kinh thánh này. Lý do thứ hai hay động cơ thứ hai để Phi-e-rơ ông có thể rời khỏi chốn bình yên, nó không chỉ bởi vì ông yêu Chúa, nhưng đó cũng bởi vì đó là ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa. Phi-e-rơ không phải là con người hành động theo cảm xúc bồng bột, bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Tôi yêu, tôi thích và tôi làm bất kỳ điều gì đó mà tôi muốn. Phi-e-rơ không phải là con người như thế, thưa quý mình chị em. Nhưng điều Phi-e-rơ ông đang làm ở trong câu chuyện cái thánh này, đó là một sự đáp lại ý muốn của Chúa ở trên đời sống của ông. Khi chúng ta xem lại trong phần kinh thánh mà chúng ta đang suy gẫm học hỏi trong buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu Ngài đã đến với các môn đồ trong một phương cách rất đặc biệt.
Ngài đã đi bộ trên mặt biển, Ngài đi ngang qua các môn đồ thay vì bước vào trong con thuyền của họ. Và rồi Ngài đã dùng một câu nói, một lời phán mà các nhà thần học gọi là một sự mặc khải thiêng liêng của Cựu Ước, để bày tỏ chính Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời, đồng nhất Ngài với Jehovah Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, để cho các môn đồ có thể biết. Cách Chúa Giêsu đến với các môn đồ, Ngài đi bộ trên mặt biển. Nếu ta có thể xem ở trong Thi Thiên và sách Gióp, chúng ta sẽ thấy rằng đó là những phần kinh thánh để cho chúng ta biết Chúa là đấng chủ tể của thiên nhiên, của đất trời, và Ngài là đấng duy nhất có quyền để đi bộ trên mặt biển. Không ai có thể làm được điều đó ngoài Chúa. Chúa Giêsu đã chọn cái phương cách đó để bày tỏ thần tánh trọn vẹn của Ngài. Cái cách mà Chúa Giêsu Ngài đi ngang qua các môn đồ như được đề cập đến trong phân đoạn kinh thánh của chúng ta cũng là một ý rất quan trọng, bởi vì đó là cách mà Chúa Giêsu Ngài đã từng làm khi Ngài đi ngang qua Môi-se, Ngài đi ngang qua Eli và Ngài đi ngang qua Gióp. Một cách để bày tỏ thần tánh của Chúa, sự hiển diện vinh quang của Chúa đối với một con người cần sự cứu giúp của Ngài. Mà như tôi đã nói, Chúa Giêsu Ngài đã đến với các môn đồ và Ngài đã nói rằng ta đây đừng sợ. Trong nguyên ngữ ego emi, ta đây, ta là, một cái cách mà Chúa Ngài đã từng phán với Môi-se mà chúng ta đã từng được học ở trong những năm trước. Ở trong Xuất đoạn 3 câu 14 câu thứ 15, khi Môi-se hỏi rằng nếu dân sự hỏi tôi rằng Chúa là ai, danh Chúa là gì, thì tôi sẽ trả lời như thế nào? Đơn giản, ta là đấng, ta là đấng tứ hữu hằng hữu, Jehovah Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu Ngài đã dùng chính cái khuôn mẫu đó ở trong cái lời phán của Ngài. Và tất cả những chi tiết này để làm gì thưa quý mình chị em? Để Ngài bày tỏ cho các môn đồ được biết Ngài là Đức Chúa Trời, đấng có quyền ở trên mọi sự, và mời gọi các môn đồ đặt đức tin ở nơi Ngài. Và do đó hành động của Phi-rơ, lời cầu xin của Phi-rơ trong câu chuyện cái thế này cần phải được hiểu trong chiều hướng như thế. Ông đang muốn để đáp ứng lại cái lời mời gọi của Chúa Giêsu, đặt đức tin ở nơi Chúa và bày tỏ đức tin đó bằng cách ông rời khỏi con thuyền của mình để bước đi trên mặt biển giống như Chúa mình đã từng làm. Và chúng ta sẽ thấy trong câu chuyện kinh thánh này, Chúa Giêsu Ngài không trách Phi-rơ, Ngài không ngăn cản Phi-rơ, nhưng Ngài vui để mời gọi Phi-rơ hãy đến đây cùng ta. Và Phi-rơ rời khỏi thuyền để đến với Chúa Giêsu. Tất cả những điều mà chúng ta đã nói qua đó để có thể thấy được một điểm rất quan trọng ở trong câu chuyện kinh thánh này, ở trong cái hành động rời khỏi chốn bình yên trong cuộc đời của Phi-rơ, đó là ông làm bởi vì ông biết đó là ý muốn của Chúa. Ông biết Chúa muốn ông phải làm như thế. Ông bày tỏ đức tin của mình ở nơi Ngài và thuận phục ý muốn của Ngài. Tôi nghĩ rằng đó là một sự nhắc nhở rất quan trọng cho đời sống của tôi và quý ông anh chị em. Bởi vì đôi khi chúng ta thích để thay đổi điều này, thay đổi điều kia, nhưng nó chưa phải là ý muốn của Chúa, không phải là ý muốn của Chúa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 17, Phao-lô ông đã nhắc chúng ta rằng chớ xử mình như những kẻ dại dột, nhưng phải biết ý muốn của Chúa là như thế nào. Phải biết ý muốn của Chúa là như thế nào. Chúa muốn tôi làm gì? Và tôi sẽ thực hiện những điều mà Chúa Ngài bày tỏ trên cuộc đời của tôi. Chúng ta nhớ ma quỷ đã từng thách Chúa Giêsu nhảy khỏi nóc đền thờ để rơi xuống đất, rời khỏi chốn bình yên, nhảy xuống để bày tỏ mình là con Đức Chúa Trời. Đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của Đức Chúa Giêsu. Ngài từ chối, không thử Chúa là Đức Chúa Trời người. Một ECT khi đối diện với nan đề và được kêu gọi để có thể bước ra và binh vực cho dân tộc của mình ở trước mặt vua, bà đã nói điều gì ở trong
ECT đoạn 4. Nếu tôi phải chết, tôi sẽ chết. Đây là việc mà tôi sẽ phải làm. Và nếu tôi chết, thì tôi sẵn sàng để chết. Một câu văn ngôn mà có lẽ chúng ta đã từng được nghe. Một người đáng phải chết nhưng không dám chết, đó là kẻ hèn nhát. Một người không đáng phải chết mà cứ đòi chết, nhảy vào ở trong chỗ chết, thì đó là kẻ ngu. Vấn đề trong cuộc đời của tôi và quý bạn chị em, chúng ta không phải là chứng minh mình là con người can đảm, một người hùng, và chúng ta không phải là những con người hèn nhát ở trong cuộc đời này. Vấn đề quan trọng trong cuộc đời chúng ta, khi thực hiện một điều gì đó, rời khỏi chốn bình yên để đối diện với thử thách trong cuộc đời, đó là ta biết được ý muốn trên cuộc đời của chúng ta là như thế nào. Vấn đề trong đời sống của tôi và quý mình cho em không phải là cái công việc đó, cái sứ mạng đó, nó dễ hay là nó khó, nó thuận tiện hay là không thuận tiện, có thể làm được hay không làm được ở trong cái nhìn của con người, nhưng đó là ý muốn của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Và bởi vì Chúa là vua, là chủ trong đời sống của tôi và quý mình cho em, vì vậy chúng ta sẵn sàng để đón nhận một công tác và sẵn sàng để rời khỏi chốn bình yên trong đời sống của mình để sống với điều mà Chúa Ngài đang mong đợi trên đời sống của chúng ta. Và nó sẽ thể hiện chúng ta là những người thật sự tin Chúa, những người thuộc về Chúa, những người tôn Chúa là vua, là chủ trong cuộc đời của mình. Chúng ta làm tất cả những gì cần phải làm, ngay cả khi chúng ta đi ngược lại với đám đông, chúng ta đi ngược lại với những tư duy lối mòn, chúng ta phải đối diện với những bão tố trong đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta biết đó là ý muốn của Chúa và chúng ta thuận phục ý muốn của Ngài. Và cũng có cái lý do thứ ba, điều cuối cùng mà tôi muốn nói đến tại đây, cái lý do hay là động cơ để Phi-rơ có thể rời khỏi chốn bình yên trong cuộc đời của ông, đó là bởi vì ông muốn thật sự được yên nghỉ ở trong Chúa. Ồ, đó là điều rất đặc biệt. Đó là điều đi ngược lại với cái tư duy lối mòn của chúng ta. Chúng ta đang nghĩ ở trong câu chuyện cái thánh này, Phi-rơ ông rời khỏi con thuyền là chốn bình yên để ông đối diện với những điều nguy hiểm trong đời sống của chính ông. Nhưng ngược lại ở trong câu chuyện cái thánh này, cái điều mà chúng ta có thể thấy Chúa bày tỏ, đó là Phi-rơ ông đã rời khỏi một nơi chốn không thật sự bình yên để tìm đến với một nơi bình yên thật sự trong cuộc đời của mình, đó là Chúa. Đó là điểm thứ ba mà chúng ta có thể thấy ở trong bài học của chúng ta. Rời khỏi chốn bình yên để được yên nghỉ ở trong Chúa, yên nghỉ ở trong Chúa. Ở trong câu chuyện Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy có một điểm rất đặc biệt. Đó là cái lời cầu xin của Phi-rơ dành cho Chúa. Ông đã nói với Chúa rằng, lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa, trong câu thứ 28. Cái chữ Chúa được dùng ở tại đây, lạy Chúa, Kyrie, nó ra từ chữ Kyros. Và đó là một cái từ ở trong Tân Ước mà các trước giả họ thường sử dụng để nói đến về một người có thẩm quyền cao nhất ở trong một lĩnh vực nào đó. Cái chữ Chúa này có thể là từ được dùng ở trong một gia đình. Sarah gọi chồng mình là Kyrios, là Chúa. Có thể đây là từ để chỉ về một vị vua, một lãnh chúa ở trong cái vùng đất nào đó. Và đặc biệt cái chữ Kyrie hay chữ Kyros ở tại đây, cái chữ Chúa ở đây là từ được dùng để dịch cái từ liệu đó là Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, trong bản văn của chúng ta. Đó là cái từ để chỉ về một đấng chủ thể của cả đất trời, một đấng tứ hữu hoàng hữu, một đấng có quyền ở trên bão tố, trên tất cả mọi sự ở trong thế giới của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Và vì vậy ở đây, ở trong cái câu nói của Phi-rơ, lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước và đến cùng Chúa. Ở trong văn phạm của tiếng Hy Lạp thì câu này có thể được dịch,
Lạy Chúa, vì Ngài là Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ồ, giữa một cái nơi chốn đầy sự xáo trộn, bão tố, phong ba, nó đang ngập tràn. Và Phi-rơ, ông đã nói với Chúa rằng, Chúa ơi, nếu vì Ngài là Chúa, Ngài là Giê-hô-va Đức Trời, Ngài là một đấng tự hữu hằng hữu, một đấng quyền năng, xin cho con được đến cùng Chúa. Và trong ý nghĩa đó, chúng ta có thể hiểu Phi-rơ đang muốn để được yên nghỉ ở nơi chính Chúa, nguồn của sự bình an, nơi chốn bình yên thật sự của tâm hồn. Ông đang muốn để được đến với Chúa của mình. Và đó chính là điều mà chúng ta cũng cần nhờ ơn Chúa để suy gẫm và học ở trong buổi sáng hôm nay, ở trong phần cuối cùng này. Chúng ta có sẵn sàng để rời khỏi những chốn bình yên giả tạo ở trong cuộc đời của chúng ta hay không? Để có thể đến với Chúa, sống ở trong những nơi mà Chúa đang đặt để ở trong cuộc đời của mình. Cái nơi chốn bình yên nhất trong đời sống của tôi và quý mình chị em, đó không phải là cái nơi mà chúng ta đang suy nghĩ nó phải như thế này, nó phải như thế kia, thì đó mới là một nơi chốn bình yên. Đối với những người Cơ Đốc, nơi chốn bình yên thật sự trong cuộc đời của họ, đó là nơi có Chúa hiện diện, nơi có Chúa đồng hành, nơi có Chúa dẫn dắt trong đời sống. Cách đây không lâu, có một nhà sư, một vị tu sĩ của một tôn giáo khác, đã từng mỉa mai và nói rằng, theo Cơ Đốc giáo thì suốt đời chỉ làm chiên, không thể thành Phật được. Còn đi theo cái tôn giáo mà ông đang nói thì có thể tu thành Phật. Còn mình đi theo Cơ Đốc giáo thì suốt đời chỉ làm chiên, không làm gì hơn được. Tôi không biết ông này sẽ còn tu bao nhiêu năm nữa thì mới đắc đạo thành Phật, với một cái câu nói ấu trĩ như vậy. Nhưng với tôi, một đời sống theo Chúa, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta không phải là chúng ta có thể tự tách riêng mình khỏi Chúa và sống an nhiên tự tại ở giữa dòng đời. Nhưng cái sự hạnh phúc nhất trong đời sống của tôi và quý bà chị em, đó là được làm chiên của Chúa, được sự đồng hành, sự bảo vệ, sự chăm sóc của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Daniel bị quăng vào trong hang sư tử. Ông đang rời khỏi chốn bình yên của mình để đi vào ở trong một nơi của sự nguy hiểm, một nơi của sự chết chóc. Nhưng trong hang sư tử đó, chúng ta thấy Daniel đã kinh nghiệm được sự bình an tuyệt đối trong cuộc đời của ông. Còn vua Darius đang ngủ trong cung điện của mình, ông có cả một đêm mất ngủ, mất sự bình yên. Chúng ta thấy điều đó đã diễn ra trong câu chuyện của sách Daniel. Cái nơi chốn bình yên trong đời sống của tôi và quý mình cho em, đó là nơi mà Chúa Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta, nơi mà Chúa sẽ đặt để cuộc đời của chúng ta. Có thể đó là một cái hoàn cảnh sống khắc nghiệt, có thể là một sự thay đổi về cái tình trạng hiện tại, về sức khỏe. Chúa đưa chúng ta đến một cái nơi chốn nào đó, nó không phải như chúng ta đang mong đợi trong cuộc đời của mình, nhưng đó là nơi tốt nhất của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Chúa có thể đưa chúng ta rời khỏi cái mục vụ hiện tại của mình để bắt đầu dấn thân ở trong một cái mục vụ hoàn toàn mới mẻ mà Chúa Ngài đang đặt để trên đời sống của chúng ta. Có thể trong những giây phút đầu tiên chúng ta có những sự vấp váp, chúng ta có những sự yếu ớt ở trong cái kinh nghiệm hầu việc Chúa của mình. Nhưng tôi tin rằng theo thời gian, với sự nắm giữ, với sự ban ơn của Chúa, chúng ta đủ sức để có thể thực hiện những công việc mà Chúa Ngài đang giao phó cho đời sống của chúng ta. Đối với các công trình thi công ở bên ngoài, cái câu châm ngôn của họ là gì? An toàn là trên hết.
Nhưng đối với những người Cơ Đốc, cái phương châm trong cuộc đời chúng ta là gì? Thưa quý mình chị em, Đấng Christ là trên hết. Đấng Christ là trên hết. Trong tất cả những điều mà tôi sẽ làm, trong tất cả những hoạt động, những sinh hoạt trong cuộc đời của tôi, điều quan trọng, Đấng Christ là trên hết. Ngài là sự an toàn trong cuộc đời của tôi. Ngài là Đấng mà tôi yêu mến, và Ngài là Đấng mà tôi đang tôn thờ ở trong cuộc đời của mình. Và tôi sẵn sàng để làm tất cả những gì mà Chúa Ngài đang kêu gọi sai phái ở trong đời sống của tôi. Và tôi tin rằng khi chúng ta sẵn sàng để rời khỏi chốn bình yên trong cuộc đời của mình và bước đi trong sự kêu gọi, trong sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta sẽ trải nghiệm tình yêu, sự chăm sóc, sự ban ơn của Chúa một cách dấy đầy ở trong đời sống của chúng ta. Và đời sống của chúng ta sẽ kinh nghiệm sự trưởng thành ở trong cái đời sống đức tin của chúng ta ở trước mặt Chúa, sâu nhiệm về Chúa nhiều hơn ở trong đời sống của chính mình. Xin Chúa Ngài ban ơn và giúp đỡ trên tất cả chúng ta ở trong lời Chúa buổi sáng hôm nay. Và cũng kêu gọi chúng ta để sẵn sàng dấn thân ở trong những sứ mạng, trong những công tác mà Chúa Ngài giao phó cho chúng ta. Đặc biệt một mùa Giáng sinh đang đến, và có biết bao nhiêu những công việc, đặc biệt ở trong công tác làm chứng cho các thân hữu của mình. Ước ao Hội Thánh của Chúa sẽ giữ phần ở trong sự truyền giảng của Hội Thánh Chúa và kinh nghiệm những kết quả phước hạnh mà Chúa sẽ ban cho chúng ta ở trong mùa Giáng sinh này, khi chúng ta sẵn sàng để ra khỏi chốn bình yên và sống với sứ mạng của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Amen.